Nguyễn Văn Đàn sinh ngày 30 tháng 7 năm 1974 tại Nghệ An. Là người con thứ tư trong gia đình có 5 anh chị em, Văn Đàn là người duy nhất theo nghiệp bóng đá. Năm 1978, cả gia đình Văn Đàn đã chuyển vào Bình Định để sinh sống. Và chính những bước chạy đầu tiên trên bãi cát ở bờ biển Quy Nhơn, Bình Định là nơi ươm mầm cho sự nghiệp quần đùi áo số của Nguyễn Văn Đàn. Thì cũng như bao đứa trẻ khác thì khi còn nhỏ thì có những cái lúc đi học năm lớp 3 thì những giờ ra chơi thì chia nhau đá với một quả cái bóng nhựa gọi là rất nhỏ. Và được một cái nữa thì nhà mình thì ở gần biển nên sáng thì cũng phải ra biển, chiều ra biển. Cái môi trường biển này rất tốt, có bóng rồi chiều chơi cùng các bạn trong hàng xóm. Và những huấn luyện viên của đội Bình Định người ta tiến tập vào để mà lên tập thử cái đội năng khiếu. Năm 1992 là đội Gia Lai chuẩn bị tham gia cái giải hạng nhất của quốc gia. Trong cái điều kiện lực lượng của đội Gia Lai rất là còn mỏng, cho nên từ chỗ đó cho nên là xuống Bình Định để kiếm tăng cường một số cầu thủ về để tham gia cái giải. Thì về Bình Định thì trong đó nó có một cái lứa khoảng chừng 5-6 người. Trong đó là có Văn Đàn, rồi Trịnh Duy Quang, rồi Đinh Hồng Vinh, rồi Phạm Quang. Lúc huấn luyện viên hình với ảnh của Gia Lai và có hỏi tôi một điều là em có thích đi lên Gia Lai thi đấu hay không? Và tôi chần chừ trong khoảng chừng 5-10 phút để suy nghĩ. Là suy nghĩ về vấn đề là mình nên đi hay ở. Nên tôi quyết định đi để làm gì? Để có một cái điều kiện và cọ sát sớm hơn. Còn khi đấy ở đội Bình Định quá mạnh và có nhiều nhân tài. Đó là một bước ngoặt của cuộc đời cầu thủ. Mà Văn Đàn nếu mà suy nghĩ 5-3 phút mà quyết định đi Gia Lai, có nghĩa là Văn Đàn cũng có một cái gì đó đối với Gia Lai. Từ chỗ đó cho nên Văn Đàn coi như có một quyết định rất là nhanh. Trong thời gian coi như 10-15 phút, Văn Đàn đã quyết định coi như là cùng với nhóm anh em cầu thủ lên Gia Lai để tham gia cái giải bóng đá ở Gia Lai. Chàng trai trẻ tuổi khi ấy có lẽ chẳng bao giờ ngờ rằng mảnh đất Gia Lai rộng lớn, đầy nắng và gió ấy chính là nơi đã tạo dựng tên tuổi của anh. Văn Đàn là phải nói là một trong số cầu thủ mà mình đưa lên Gia Lai, là Văn Đàn một trong những cầu thủ có đa năng nhất, đá được nhiều vị trí nhất. Và Văn Đàn có một cái nền tảng thể lực phải nói là bẩm sinh. Từ chỗ đó cho Văn Đàn có một cái sự cần cù tập luyện năng nổ, cho nên là Văn Đàn lúc nào cũng có trong cái đội hình xuất phát của đội Gia Lai. Đàn á thì cái mẫu Đàn là mẫu tiền đạo. Anh ta chơi đầu chân rất là tốt. Năm 2002, đội bóng Gia Lai được sự đầu tư mạnh mẽ của Bầu Đức đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á đã đến với phố núi. Đó cũng chính là năm mà giấc mơ thăng hạng của Nguyễn Văn Đàn lớn hơn bao giờ hết. Đấy là một trận đấu là cuối cùng tại sân Pleiku đá với An Giang. Và kết thúc trận đấu đấy là đội Gia Lai được thăng hạng. Đấy là một kỷ niệm đẹp nhất mà tôi nhớ mãi. Là tất cả các người dân ở tỉnh Gia Lai tới chúc mừng và tung hô. Và có những cái kỷ niệm mà đó, người nhiếp ảnh cái Phạm Dực thì cũng có chụp cho tôi một cái tấm hình làm kỷ niệm, nó như được mọi người giống như là tưởng thưởng những cái sự nhiệt tình và thi đấu của mình để mà đưa đội bóng được thăng hạng. Thì lúc đó mình cũng không biết là mình diễn tả như thế nào, thì thấy cổ động viên rồi người ta cứ nhắc lên rồi cứ thảy chồng mình lên, mà lúc đó cảm xúc mình cũng nói chung là không diễn tả nổi về cái cảm xúc. Ngay sau thành công của năm 2002, Bầu Đức quyết định thăng lọc đội hình Hoàng Anh Gia Lai thêm một lần nữa. Nhiều trụ cột của đội bóng Gia Lai trước đây đã phải ra đi, nhưng Nguyễn Văn Đàn vẫn trụ lại cùng các ngôi sao Kia Tý Sắc và Chu Kỳ Át. Năm 2003, chỉ ngay sau khi được lên chơi tại đấu trường cao nhất Việt Nam, Văn Đàn đã lọt vào danh sách Dream Team, đưa đội bóng phố núi lần đầu tiên vô địch V-League
và vô địch cúp quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, khát khao được ngự trị trên ngôi vương đã thôi thúc các cầu thủ Hoàng Gia Lai vô địch V-League và cúp quốc gia ở mùa giải tiếp theo. Và trong 2 năm liên tiếp vô địch đó, dù người ta nhắc nhiều đến những cầu thủ như Kiatisak, Dusit hay Taiwan với các đồng đội, thì người hùng thầm lặng lại chính là cầu thủ mang chiếc áo số 9. Thì phải nói là Văn Đàn là một trong một người mà tôi đánh giá tinh thần thì rất là chuyên nghiệp, và cái tính cách thì mình phải nói là lúc là mình ít tuổi hơn, mình phải học Văn Đàn ở cái chỗ là nhiệt huyết, máu lửa, và anh ít khi nói lắm, anh đa số anh làm. Trong hai cái mùa giải mà vô địch thì cái năm đầu tiên thì Đàn không có thể hiện cái vai tiền đạo nữa, mà sắm là cái vai thay vào, nhưng mà anh ta có trận đá chính thì anh lại đá cái vai trò tiền vệ trung tâm và hậu vệ bên phải. Tại vì là anh có một cái nền tảng thể lực rất tốt, hồi đó là vào sân là anh thi đấu rất khao khát, vì vị trí tất cả thay đổi vị trí rồi anh đều hoàn thành nhiệm vụ tốt. Các vị trí trên sân trừ thủ môn ra thì mình chưa chơi, nhưng mà cái vào vị trí nào mình khi huấn luyện giao cho mình cơ hội mình đều chơi, gọi là xuất sắc thì không xuất sắc nhưng mà gọi là đạt được yêu cầu và cái ý đồ của mình. Đàn là một anh hùng thầm lặng, chiến binh thầm lặng. Cũng chính lối chơi ấy đã khiến Văn Đàn lọt vào mắt xanh của ông Calisto, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thời bấy giờ, và anh đã được gọi lên đội tuyển vào năm 2012. Theo mình nghĩ cái đó là một cái mà Văn Đàn cũng đã khẳng định được cái khả năng của mình. Từ chỗ đó cho nên được ban huấn luyện đội tuyển mới giao được cái nhiệm vụ là đội trưởng của một đội tuyển quốc gia. Và không có gì coi như là hạnh phúc bằng coi như là một người anh, một người thầy mà đã có một người em là làm đội trưởng một đội tuyển quốc gia mà do mình đào tạo ra. Mình như giống như là không tin vào bản thân mình, giống như là mình mang mơ. Nhưng mà đó là sự thật và nó đến với mình rất là bất ngờ. Mặc dù vậy, trong 2 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam, anh cùng các đồng đội không giành được một danh hiệu nào. Không những thế, vào cuối năm 2004, cũng chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Văn Đàn đã bị chấn thương dai dẳng đeo bám và bị loại khỏi chiến dịch Tiger Cup năm 2004. Mình muốn thực hiện một cái ước mơ của mình là để được thi đấu một cái giải chính thức, nhưng mà bị thất bại. Đấy là cái sự do mình mới được lên, mình quá tập trung và tập luyện với một cái cường độ gọi là hơn 100% để mình muốn khẳng định mình, nhưng mà vô tình thì nó lại xảy ra một cái chấn thương rách cơ đùi sau, cho nên điều trị đâu khoảng chừng mấy tuần, nhưng mà thời gian hồi phục thì không cho phép tại giải đấu gần. 34 tuổi, Nguyễn Văn Đàn tuyên bố giải nghệ nhưng vẫn còn nguyên vẹn niềm đam mê với trái bóng. Chính vì vậy, bỏ lại ánh hào quang trong quá khứ, người đàn ông sinh năm 1974 đó đang làm công tác huấn luyện tại các tuyến trẻ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và với anh, làm thầy cũng giống như làm người cha. Chỉ nhắn nhủ các em những điều là một cầu thủ tốt thì bắt buộc phải từ ngày hôm nay nỗ lực từng ngày từng giờ thì mới trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tốt. Cuộc sống ngoài đời thường của chiến binh thầm lặng cũng giống như trên sân cỏ. Lập gia đình vào năm 2001, Văn Đàn có 3 người con và luôn dành thời gian cho gia đình của mình mỗi khi anh rảnh rỗi. Người dân ở phố núi ai cũng biết đến Văn Đàn với hình ảnh một người dễ tính, hiền hòa và luôn cởi mở với mọi người. Ai ai cũng có thể là bạn của Văn Đàn. Và mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, Nguyễn Văn Đàn luôn mỉm cười, bởi những ngày đầu bước chân lên phố núi, chẳng bao giờ cậu bé tóc vàng khi ấy nghĩ rằng anh lại thành công như ngày hôm nay. Với nhiều người, là cầu thủ thì phải nổi tiếng, phải là ngôi sao, phải tỏa sáng và phải gặt hái được vô số danh hiệu cá nhân mới là thành công. Nhưng với núi rừng, với đồng cỏ Tây Nguyên, với người dân Gia Lai, thì có một cầu thủ được coi là người hùng thầm lặng, luôn tỏa sáng.
mình phải sống đúng và tốt với tất cả mọi người xung quanh. Mình muốn người ta tốt với mình trước thì trước tiên mình phải tốt như người ta, và sống đúng, sống thẳng, sống thật. Việc gì đến sẽ đến. Tổ chức thì anh em mình mới hợp mặt lại được. Thì lúc đó là tay bắt mặt mừng, để coi người nào còn bệnh hoạn hay là nghèo khổ gì đó, để anh em chúng ta mình hiểu biết nhau mà chia sẻ nhau cái tâm tình đó. Đã xong thì tôi có mời vào một